nhà chức trách bang Colorado ngày 24 tháng 10 cho biết đang điều tra vụ tình nghi gian lận phiếu bầu. Theo đó, ít nhất 12 lá phiếu gửi qua đường bưu điện đã bị đánh cắp, sau đó lại được gửi đi cùng các lá phiếu gian lận. Cụ thể, trong cuộc họp báo diễn ra ở Denver, Tổng thư ký bang Colorado Jenna Griswold cho biết âm mưu gian lận phiếu bầu đã bị phát hiện sau khi có cử tri báo cáo nhận được thông báo rằng lá phiếu của họ đã được tiếp nhận hoặc cần sửa chữa do chữ ký có sự khác biệt trong khi họ vẫn chưa nhận được phiếu bầu. Có ít nhất 3 trường hợp như vậy đã được phát hiện. Theo văn phòng thư ký bang Colorado, các lá phiếu này đã được điền thông tin và gửi đến văn phòng thư ký hạt Mesa ở phía tây bang này. Tuy nhiên, văn phòng trên không cho biết các phiếu bầu này được đánh dấu cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump hay ứng cử viên Đảng Dân Chủ bà Kamala Harris hay một ứng cử viên nào khác. Trong một tuyên bố, bà Griswold khẳng định các cuộc bầu cử Colorado an toàn và bảo mật. Âm mưu gian lận này đã bị phát hiện và điều tra nhanh chóng nhờ tất cả quy trình và công cụ tiên tiến mà Colorado đã triển khai như xác minh chữ ký, theo dõi lá phiếu và quy trình xử lý. Cựu Tổng thống Donald Trump và các đồng minh của ông liên tục đưa ra cáo buộc rằng hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện dễ bị gian lận. Trước cuộc bầu cử, ông kêu gọi cử tri có thể bỏ phiếu sớm nếu họ muốn, xong tiếp tục ám chỉ rằng những lá phiếu gửi qua đường bưu điện không đáng tin cậy. Đầu tháng này, một cựu thư ký của hạt Mesa đã bị kết án 9 năm tù giam vì tội can thiệp bất hợp pháp vào máy bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020. Ông Donald Trump cho biết, nếu được bầu làm tổng thống, ông sẽ gọi cho tổng thống Nga Vladimir Putin và tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky vào đêm bầu cử. Cụ thể, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump nói, "Tôi sẽ giải quyết mọi vấn đề ngay lúc tôi giành chiến thắng vào tối ngày 5 tháng 11." tôi sẽ gọi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tôi sẽ nói với hai người họ rằng chúng ta phải ngăn chặn điều đó. Cựu Tổng thống Donald Trump cũng hứa cố gắng chấm dứt cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine với tư cách Tổng thống đắc cử tại cuộc vận động tranh cử ở Las Vegas vào ngày 24 tháng 10. Ông Donald Trump nói, điều đó sẽ mang lại cho tôi rất nhiều uy tín. Tôi không muốn đợi đến ngày nhậm chức, tôi muốn hoàn thành điều này càng sớm càng tốt. Hồi tháng 9, cựu tổng thống Mỹ gặp ông Volodymyr Zelensky tại Trump Tower ở Manhattan Mỹ và các ngợi mối quan hệ của cả hai rất tốt. Theo nhà báo Bob Woodward, ông Donald Trump cũng được cho liên lạc 7 lần với tổng thống Nga kể từ khi ông rời Nhà Trắng. Trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ có phần sụt giảm, Phó tổng thống chưa tổ chức bất kỳ cuộc vận động tranh cử nào trong những ngày qua, thay vào đó tập trung vào hai cuộc phỏng vấn trực tiếp VNBC News và Telemundo cùng một sự kiện được tổ chức bởi CNN theo kế hoạch, bà Kamala Harris sẽ đến thăm Texas, một bang đỏ nơi bà gần như không có cơ hội chiến thắng nào. Nhưng một chuyến đi đến một tiểu bang trung thành với Đảng Cộng Hòa trong hai tuần tranh cử cuối cùng dường như là một quyết định không mấy khôn ngoan. Ngoài ra, bà Harris cũng bắt đầu tuần mới bằng chuyến đi kéo dài một ngày đến các tiểu bang bức tường xanh là Michigan, Pennsylvania và Wisconsin cùng với cựu dân biểu Đảng Cộng Hòa Liz Cheney. Bỏ qua xung đột ở Trung Đông, có lý do để bà Harris tiếp tục các kế sách tranh cử có phần gây tranh cãi. Những người ủng hộ Đảng Dân chủ tin rằng lời kêu gọi của bà đối với nhóm cử tri trung dung có thể giúp đảng này giành thêm nhiều lá phiếu và tránh lặp lại câu chuyện bầu cử năm 2016 khi bà Hillary Clinton thua ông Trump với kết quả gây sốc. Sóng phát thanh ở các tiểu bang chiến trường có thể gặp vài sự cố, vì vậy chiến dịch của bà Harris phải tận dụng mọi nguồn lực có thể để thuyết phục nhóm cử tri này đi bỏ phiếu, bao gồm các nền tảng truyền thông phi truyền thống và các cuộc vận động tranh cử ở những bang trung thành với đảng đối lập. Bà Harris cũng tiếp tục nhắc đến những phát ngôn gây tranh cãi của ông Trump để nhắc nhở những cử tri ôn hòa không đưa cựu Tổng thống trở lại Nhà Trắng. Ông Israel cho rằng đây là một chiến lược mạnh mẽ vào những ngày cuối cùng trên chặng đường tranh cử. Quyết định đến Texas của bà Harris trong giai đoạn nước rút cũng có thể được coi là nỗ lực nhằm khôi phục đà tiến triển từng giúp đảng Dân Chủ có kết quả bầu cử giữa kỳ tốt hơn mong đợi vào năm 2022, chỉ vài tháng sau khi tòa án tối cao lật ngược phán quyết Roe kiện Wade phụ nữ sinh sống ở khu vực ngoại ô đặc biệt ủng hộ đảng Dân Chủ trong vấn đề tự do sinh sản. Chiến dịch tranh cử của bà Harris đang vẽ nên viễn cảnh luật cấm phá thai của Texas có thể được áp dụng trên toàn nước Mỹ trong trường hợp ông Trump đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Và tất nhiên đó là viễn cảnh mà nhóm cử tri nữ ở đây không mong muốn. Ông Jim Messina, cựu giám đốc chiến dịch tranh cử năm 2012 của Tổng thống Obama, chia sẻ với báo giới rằng chiến dịch của bà Harris sẽ tập trung vào nhóm nhân khẩu học quan trọng này trong nỗ lực phút chót nhằm vận động cử tri đi bỏ phiếu. Ông Messina nói, bà Harris đang xuất hiện liên tục trước cử tri, tập trung vào một số nhóm nhất định mà bà ấy cho là quan trọng trên con đường giành chiến thắng. Cử tri Mỹ gốc Phi, cử tri Mỹ gốc Latin và các cử tri trẻ. Phó Tổng thống cũng mở rộng phạm vi tiếp cận tới nhóm cử tri nữ ở một số khu vực nhất định. Tuy nhiên, tất cả những động thái đó đều diễn ra vào thời điểm ông Trump nhận được tín hiệu khả quan trong các cuộc thăm dò dư luận xóa bỏ vị thế dẫn đầu của đối thủ Harris Tại các tiểu bang chiến trường quan trọng, tỷ lệ ủng hộ bà Harris từng tăng mạnh trong thời điểm diễn ra đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ hoặc sau cuộc tranh luận duy nhất của bà với ông Trump, cuộc tranh luận mà bà được cho là đã giành chiến thắng. Giới quan sát cho rằng bà Harris đã nỗ lực nối dài tuần trăng mật tranh cử của mình trong nhiều tháng, nhưng có vẻ như tuần trăng mật lại khép lại vào thời điểm ít ai mong đợi nhất, chặng cuối trên đường đua vào Nhà Trắng. Và chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa để ứng viên đại diện Đảng Dân chủ đảo ngược tình thế với một chiến lược tranh cử có phần gây tranh cãi như hiện nay. Ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ, bà Kamala Harris, vừa phát biểu tại hội nghị ở Pennsylvania rằng chính quyền của bà sẽ khác với chính quyền của tổng thống Joe Biden. Theo đó, bà Harris nỗ lực tách mình ra sau khi một số cuộc thăm dò cho thấy tổng thống đương nhiệm đang là lực cản đối với cơ hội chiến thắng của bà vì một số cử tri mong muốn hướng đi mới. Sau kỳ bầu cử lần này, bà Harris chưa từng giải thích cụ thể rằng bà sẽ khác tổng thống Mỹ Joe Biden hiện nay như thế nào, mà chỉ nói chung chung. Bà Harris nói trong cuộc trả lời CNN rằng: "Chính quyền của tôi sẽ không phải là sự tiếp nối của chính quyền tổng thống Biden." Bà cho biết thêm: "Tôi đến với vai trò này từ những ý tưởng và kinh nghiệm của riêng mình. Tôi đại diện cho một thế hệ lãnh đạo mới trong một số vấn đề và tin rằng chúng ta thực sự phải có những cách tiếp cận mới." Phát biểu này là nỗ lực thuyết phục những cử tri vẫn còn dao động khi cuộc chạy đua xít sao khiến một nhóm cử tri nhỏ cũng có thể đóng vai trò quan trọng. Kể từ cuối tháng 8, bà Harris tuyên bố ủng hộ chính sách thuế tối thiểu đối với tầng lớp siêu giàu mà Tổng thống Joe Biden đề xuất, nhưng đưa ra thuế xuất thặng dư vốn dài hạn thấp hơn so với ông chủ Nhà Trắng ở mức 28%. Thặng dư vốn dài hạn là phần lợi nhuận phát sinh từ giao dịch các tài sản được nắm giữ trên một năm. Thuế suất này hiện tối đa 20%, tùy theo thu nhập của người nộp thuế. Trong kế hoạch ngân sách năm 2025, Ông Joe Biden muốn tăng thuế suất này lên tối đa 39,6% đối với các hộ gia đình có thu nhập hơn 1 triệu đô la Mỹ. Bà Harris cho rằng 39,6% là mức quá cao. Theo giới quan sát, khác biệt quan điểm về thuế thẳng dư vốn là dấu hiệu cho thấy bà Harris đang nỗ lực giữ khoảng cách với chính sách của ông Biden. Bà Harris lập luận rằng đề xuất của bà vừa đảm bảo công bằng về thuế, vừa khuyến khích đầu tư và đổi mới. Tháng trước, đài CBS đã trích dẫn 6 nguồn tin thân cận với Tổng thống Mỹ Joe Biden tiết lộ ông chủ nhà trắng cảm thấy chạnh lòng vì những động thái của phó tổng thống Kamala Harris và đảng dân chủ. nguồn tin của CBS cho biết tổng thống Biden đã nhận ra bà Harris đang cố gắng tách biệt khỏi các chính sách của ông trong các cuộc vận động tranh cử gần đây. thời điểm đó, một quan chức thân cận với ông Biden nói tổng thống Joe Biden hoàn toàn xứng sở bởi một khoảnh khắc trong cuộc tranh luận giữa bà Harris và ông Trump. phó tổng thống khi đó tuyên bố rằng bà không giống ông Biden hay ông Trump. một quan chức khác tiết lộ Ông Biden nhận thức rõ Đảng Dân chủ cần tập trung hoàn toàn cho bà Harris ở thời điểm hiện tại. Tuy vậy, tổng thống Mỹ vẫn cảm thấy chạy lòng khi các thành tựu về kinh tế và xã hội của ông không còn được nhắc tới. Không khác so với các cuộc bầu cử trước đây, cuộc bầu cử năm nay tại Mỹ cũng khá gay gắt và kịch tính. Và chỉ còn 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử, trong khi cuộc đối đầu giữa bà Kamala Harris và ông Donald Trump vẫn đang diễn ra quyết liệt, kể cả tại các bang chiến trường có ý nghĩa quyết định đến kết quả cuối cùng khi nói tới các yếu tố có thể tác động tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Người ta thường nói tới bất ngờ tháng 10. Trên thực tế, cụm từ bất ngờ tháng 10 đã trở thành một phần không thể thiếu trong từ điển chính trị Mỹ trong gần 50 năm qua, khiến các chiến dịch tranh cử của ứng cử viên nào cũng thường lo sợ về những tin tức hay cuộc khủng hoảng bất ngờ xuất hiện có thể làm thay đổi lộ trình và kết quả cuộc đua. Yếu tố này thường có 3 kiểu. Diễn biến ngoại giao của Mỹ trên trường quốc tế, bê bối chính trị từ quá khứ được phơi bày dưới dạng dò dỉ hoặc sự kiện nghiêm trọng trong nước như thảm họa thiên nhiên, đại dịch, điều tra hình sự. Những yếu tố này hoàn toàn có thể làm lệch cán cân giữa hai ứng cử viên. Tuy nhiên ở thời điểm hiện nay, không như mong đợi của các ứng viên, nhất là bà Kamala Harris, bất ngờ tháng 10 đã lại diễn ra ở mức không thể bất ngờ, toàn diện và rộng khắp hơn. Điều đó khiến cả hai ứng cử viên phải điều chỉnh rất nhiều chiến thuật vận động để tận dụng, thích nghi một cách hiệu quả nhất có thể. Trước hết là tại các bang chiến trường, bởi khoảng cách giữa chiến thắng và thua cuộc tại đó có lẽ chỉ là vài chục ngàn phiếu, nhưng lại quyết định kết cục của toàn bộ chiến dịch trên toàn quốc. Giữa lúc đó, bà Stacy Williams, 56 tuổi, cựu người mẫu chuyên nghiệp tại Mỹ, cáo buộc ông Trump sàm sỡ bà tại tháp Trump, tức Trump Tower, vào năm 1993. Trả lời phỏng vấn của The Guardian, bà Stacy cho biết bà gặp ông Trump lần đầu tiên năm 1992 trong một bữa tiệc Giáng sinh. Khi đó, Stacy đang hẹn hò không chính thức với tỷ phú Epstein, bạn của ông Trump vụ quấy rối xảy ra vài tháng sau bữa tiệc, vào khoảng cuối mùa đông hoặc đầu mùa đông năm 1993. Bà Stacy nói rằng bà đã chết lặng và cảm thấy rất bối rối về hành động của ông Trump. Theo The Guardian, bà Stacy đã tiết lộ chi tiết vụ quấy rối tại Trump Tower vào hôm 21 tháng 10 với Survivor for Kamala, tức nhóm vận động tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ông Donald Trump chưa bình luận về các cáo buộc của bà Stacy, trong khi bà Carolina Levitt, thư ký báo chí trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, đã bác bỏ tất cả. Theo Guardian, trong nhiều thập kỷ, khoảng 20 phụ nữ đã cáo buộc ông Trump về hành vi quấy rối.